Ok, xin chào mọi người. Bữa nay thì mình sẽ hướng dẫn cách phá team Inugami, chó Shiba, Dogge các kiểu đó. Thì đó đang hiện tại là cái team bá nhất hiện tại. Bằng chứng là team của Nook đã lên top 1. Thực sự thì nó bá vào thời điểm hiện tại thôi, chứ về sau này thì nó còn bá hay không nữa thì chưa chắc. Ok. Thì ở đây là mình đã chạm trán một team á, không phải là team Nook mà là một cái team khác cũng có một đội hình chó Shiba, nó có 6 hồn, và khi đợi nó mà tung cũng chém vào team mình cái là mỗi đứa cả chục ngàn đam, rất là đau. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cách phá cái team này. Master ở đây là mình chọn Yao Bikuni, skill cần nhất là đây là khóa nội tạng, còn skill thứ hai thì tùy mọi người có thể chọn cái gì đó cho phù hợp. Và đội hình á thì mọi người sẽ cần phải có là con sò để nối dây để cho đỡ chó phản đam đỡ chết. Lưu ý á, là sò này chỉ đỡ được lúc con chó nó phản đam thôi, còn lúc mà nó chém á, thì không có đỡ nổi đâu. Và sẽ ngoài ra cần một đam lan cộng với một con tuyết khống chế. Bởi vì sao phải tuyết? Bởi vì tuyết nó đóng băng để khóa con Inu lại. Đó thì đội hình của mình á đã có tuyết để đóng băng rồi, có sò rồi, dao Bikuni rồi, đam lan là con cẩu. Bây giờ mình sẽ bật tiếp. Thì đặc điểm của cái team có Inu này đó là con sò của nó tốc rất là cao và nó sẽ nối dây ngay lập tức. Mình tốc chậm hơn, rất là thua thiệt. Mình cũng sẽ nối dây để tránh bị con chó nó phản đam chết. Mình sẽ có con tọa để có skill đây. Mình sẽ chơi cái chiêu khóa nội tại, và mọi người phải khóa được cái con, không không phải là khóa con Inu mà là khóa thằng xương cọ. Inu khóa hay không không cần thiết vào lúc này. Vâng, đó rất là hay. Ở cái này thời điểm này mình thực ra cái này mình chỉ đánh có cỡ 2-3 ván là thắng luôn, bởi vì lần này mình đã biết cách chơi rồi. Lần này là rất may mắn là mình đã khóa được cái thằng sư cọ. Cái thằng đó là nguy hiểm nhất bởi vì nó phản đam cái con cẩu của mình. Thì binh dũng nó bắt đầu khống chế nhưng mà con cẩu của mình thì không bị. Và ở đây thì có con tuyết cũng may mắn không bị nữa, nhưng đáng lẽ tuyết của mọi người phải nên bùi tốc cao lên để tránh bị thằng binh dũng nó khống chế. Ok. Thật ra với một cái đội hình như đội hình lầy như kiểu bên đây á thì bọn nó sợ nhất là bị khống chế, mà phải là khống chế cứng đóng băng stun cơ. Thì bây giờ là nó đã mình được khóa nội tại của sư rồi, bây giờ mình sẽ thoải mái cho chiêu. Đó bị chó phản đam cũng mất chút xíu máu đó, nhưng mà còn đỡ hơn là sư nó phản đam. Rất là hay, đóng băng được cả Inu và Binh Dũng. Không có nối dây là chết rồi. Ở giai đoạn ở đoạn này thì mình tiếp tục bị ăn phản đam từ con chó rất là đau, nhưng mà vẫn chưa chết được, nhưng mà để con chó nó chém là chết á. Chó phản đam rất là đau. Bây giờ tới lượt mình xoáy thì đó, cả team bạn đi đứt. Đấy, khắc tinh của cái team Inu này là khóa nội tại và phải khóa được cái thằng sư và đóng và khống chế cứng. Thì đó là cái team đang mạnh nhất hiện giờ, nhưng mà nói chung là team nào thì cũng sẽ có cách trị thôi. Trước thì team Tỳ là ngon nhất, sau đó thì là đến team Inu rồi. Về sau này thì cũng sẽ có team khác, nhưng mà team nào thì cũng sẽ có cách trị cả. Ok. Lần này mình biết chơi rồi nên thắng nhanh.
Thực ra cái tim này nó khác với tim của nước một điểm là nó không có một con chanh để hồi máu. Mà thực ra sự có con chanh thì nó cũng chả vấn đề gì, bởi vì mình chỉ sợ nhất là mỗi thằng sư phạt đam thôi. Đó, hy vọng mọi người đã biết cách phá tim Inu. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ok.